Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái phần hoàn thiện đập ở thượng lưu đập nha, phần thượng lưu đập trước. Phần thượng lưu đập này bây giờ thì nó này chủ yếu là nó gọi là phần hoàn thiện nên nó rất là quan trọng, bởi vì là sau này người ta sẽ nhìn vào cái bộ mặt của công trình đấy, nên là mà nên tôi đã phải kiểm tra kỹ này bản vẽ để sợ nó không khớp nhau. Nhưng mà đúng là cái sau khi kiểm tra thì tôi phát hiện rất nhiều các điểm nó không khớp và đã sửa lại rồi. Đây là cái bản vẽ, đây là phần cuối cùng của bản vẽ nha. Thế thì tôi tô màu như thế này, tức là phần phần nó chia làm các cơ khác nhau. Đây là 307,5 là cửa lấy nước, ngay tại cửa lấy nước. Rồi cơ 312, rồi cơ 37,5 và cơ 327. 327 là cái đường sẽ còn kéo dài nữa. Còn các cái cơ còn lại, các phần còn lại thì bên dưới 327 thì nó sẽ địa hình, tùy theo địa hình thôi, nhưng mà cái 327 nó sẽ kéo dài đến tận đập đập phụ chỗ ông Long nha. Bây giờ thì cái màu tím này là cái màu là đất đất này, tức là để không không có gia cố, không có bê tông hay đá xây gì. Còn màu xanh đen này là tôi có là phần bê tông, gia cố mái bê tông bằng dày 12 cm, bê tông cốt thép có leo leo phi 25 đấy. Rồi đến cơ 3 màu xanh lá cây này là toàn bộ phần phần đào, xong là lát đá đá dày 25 phân, cả mái ta luy ở mặt cơ. Thế còn cái màu màu xanh lơ này thì là phần đắp đắp sau đó thì xanh lơ nền đắp và đắp sau đó rồi thì sẽ cũng lát đá 25 phân. Thế thì bây giờ chúng ta phải tiến hành làm từng bước một. Đầu tiên là phải dọn trong cái dọn dọn những cái phần đất đá, rồi là phần đất xốp, rồi phần bùn trôi chảy xuống ở trong cái phạm vi của phần đắp này, để dọn ra ngoài để cho người ta không, để cho có đảm bảo yêu cầu chất lượng. Sau đó mình sẽ đắp từng lớp, thì tôi sẽ yêu đắp từng lớp đấy. Nhưng mà sẽ nếu bây giờ đang cần việc ngay thì là bố trí là đội thập là xây, thì là nó không mất, nó không tốn công xi măng, à nó không có mất thép, nó chỉ còn đá học và xây thôi, công thợ thôi. Thì mình có thể là cho phần đào, hoàn thiện phần đào từng từng phần một, xong là xây ngay bây giờ. Hoặc cả cái phần nào hoặc là mình có thể là đợi vừa đào đắp đồng thời, đào đắp đồng thời đến xong là đất đào đắp đồng thời, sau đó hoàn thiện rồi cuối cùng mình sẽ tổ chức xây hoàn thiện rồi cuối cùng một lần cho xong. Thế là tùy khách ở dưới công trường tự bố trí với nhau nha. Thế thì cái phần đào là mình làm trước, thực hiện trước cái phần đào. Ví dụ như có thể là mình sẽ đào là có thể mình phải đào từ trên xuống, đào từ trước, xong sau đó hoàn thiện, xong là phần đắp đắp thì mình đắp từ dưới lên. Đấy là khác nhau như thế. Thế thì sau khi mình đào xong ấy thì là tôi sẽ hướng dẫn đồng chí Lử để cắm cơ, rồi là cắm mái để cho là sau mình đào nó chuẩn cho nó đẹp, để sau này việc xây nó thuận lợi. Và thứ hai nữa là nó hình thức nó đẹp. Sau đó thì chúng ta sẽ cái phần có thể chúng ta sẽ phần thực hiện theo cái hình thức là đào cộng với đắp, đào đồng thời đắp. Khi mình đào ở trên ấy, thì là mình sẽ đổ xuống đất xuống, thì mình sẽ có một cái đội đắp ở từ cơ cống sạc cát đắp ngược lên cơ 327, còn đào từ cơ 327 đào đào xuống. Đấy thì là tùy theo tình hình nha. Thế thì tôi sẽ anh chị em nghiên cứu xem là sẽ trả lời tôi cụ thể xem là các bước tiếp theo là xem là đã còn thiếu cái gì để có thể đắp được. Đây là chủ tư người ta theo rất là chú ý đến cái phần, bây giờ người ta việc nó ít rồi nên là họ cũng chắc là những cái phần đào đắp này người ta cũng rất để ý, nên là làm cẩn thận. Xin hết.